Công an phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi đã làm rõ người phụ nữ chuyên thực hiện hành vi trộm tài sản tiền vàng người già ở nhà một mình, đặc biệt là dụ dỗ các ông lão quan hệ tình dục để lấy tài sản. Đối tượng tôi đang nói đến là Trương Thị Mỹ Chi, 50 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Đối tượng tìm đến nhà một số người đàn ông lớn tuổi ở nhà một mình để thực hiện hành vi gạ gẫm quan hệ tình dục, rồi sau đó trộm tài sản tiền vàng của các ông lão. Ngoài ra, đối tượng Mỹ Chi còn lợi dụng sơ hở của một bà lão cũng ở thành phố Quảng Ngãi, lén trộm số tiền trên 40 triệu đồng trong túi sách. Tài sản Trương Thị Mỹ Chi trộm người già gần 100 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.